Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với ThinkView, mình là Hưng Khúc. Apple, Intel, AMD sẽ có vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 3 nanomet. Một thông tin nghe thôi là đã cảm thấy rất là phấn khích rồi. Hiệu năng những dòng vi xử lý của chúng ta nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Đấy. Và từ bây giờ thì mình sẽ làm rất là nhiều những video phân tích như thế này để cho anh em có một cái nhìn tổng quan hơn về thế giới công nghệ nó đang diễn ra ra làm sao, hay là đơn giản là anh em sẽ có một cái nhìn về là thời gian nào nó sẽ ra mắt những sản phẩm nào để cho anh em mua được những sản phẩm mới nhất và ưng ý nhất, cũng như là hiệu năng của nó nhảy vọt nhất. Ok, và video ngày hôm nay thì hãy cùng mình phân tích xem là những cái sản phẩm nào nó sẽ được ra mắt và tận dụng được cái tiến trình 3 nanomet của TSMC này nhá. Thông tin này nó bắt nguồn từ việc là TSMC đã bắt đầu khởi động và đi vào sản xuất bóng bán dẫn trên tiến trình 3 nanomet. Và cho những anh em nào chưa biết ấy, thì trước đây có Apple này, AMD này và rất nhiều những hãng công nghệ khác đặt ra công vi xử lý từ TSMC. Những hãng công nghệ này thì họ sẽ không sản xuất một chip từ A đến Z đâu, mà họ sẽ chia ra từng phần để có tính cá nhân hóa và chuyên môn hóa cao hơn. Và nhờ sự tiến bộ của TSMC trong việc là thu hẹp bóng bán dẫn, vậy nên thì những ông lớn công nghệ như là Apple hay là AMD được hưởng lợi khá là nhiều. Như anh em thấy đây, Apple hay là AMD cứ liên tục thu hẹp tiến trình lại. Còn trong khi đó thì với Intel thì sao? Intel thì từ xưa đến nay vẫn luôn ôm đồm tất cả mọi việc, từ việc là R&D nghiên cứu này, cho đến design, cho đến gia công vi xử lý. Và đó cũng chính là nguyên nhân chính vì sao Intel vẫn luôn mắc kẹt ở tiến trình 14 nanomet. Nhưng mà năm ngoái thì chính Intel cũng đã kết hợp với cả TSMC để sản xuất chip như là bao ông lớn khác. Và với việc là TSMC đẩy nhanh tiến trình 3 nanomet, điều này sẽ hứa hẹn mang lại một sự nhảy vọt lớn về mặt hiệu năng cho vi xử lý. Trong khi đó thì nhiệt độ nó sẽ lại được giảm đi rất là nhiều. Mình đang tưởng tượng đến những cái viễn cảnh như là laptop gaming nó sẽ mỏng như chiếc MacBook Pro mình đang có đây vậy. Lúc đó thì sẽ rất là hay đấy, trải nghiệm của nó sẽ rất là sung sướng đấy. Và trong video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng mình phân tích xem là những thương hiệu nào nó sẽ được hưởng lợi từ cái dây chuyền 3 nanomet này của TSMC nhá. Cái tên đầu tiên chắc chắn phải nói tới đó chính là Apple. Hiện nay thì cả A14 và M1 đều được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet của TSMC. Bản thân Apple thì cũng đã chi rất là đậm để sở hữu đến 80% sản lượng hiện có của công ty bán dẫn này. Vì vậy thì cũng sẽ không có gì là lạ nếu như Apple chính là đối tác lớn nhất và có nhiều sản phẩm nhất trong danh sách phân phối các tấm bán dẫn 3 nanomet mới do TSMC sản xuất. Trong trường hợp mà những cái tấm wafer 3 nanomet đủ dồi dào ấy, thì tất cả những dải sản phẩm của Apple từ iPhone, iPad, máy Mac đều sẽ được nâng cấp lên con chip mới trong năm 2022. Tuy nhiên thì trong giai đoạn hiện tại, TSMC cũng chưa thể hoạt động hết công suất thiết kế của các nhà máy, vậy nên thì số lượng chip 3 nanomet là có hạn. Như vậy thì buộc lòng, Apple sẽ phải lựa chọn những sản phẩm đầu tàu của mình như là iPhone 14 với phiên bản chip A16 sẽ được ra mắt vào tháng 9 năm 2022. Hoặc là có thể chiếc iPad Pro cũng sẽ được sử dụng chip mới, bởi vì trong năm qua thì Apple chưa hề ra mắt bất kể một chiếc iPad Pro nào. Nhưng mà mình nghĩ rằng iPad Pro mà được sử dụng chip mới 3 nanomet ấy thì cũng sẽ phải đợi đến năm 2022, tương tự như là iPhone mà thôi. Còn về những con chip Apple M-Series cho MacBook thì sao? Mình nghĩ sẽ chưa được nâng cấp lên 3 nanomet đâu, bởi vì con chip này nó vẫn còn rất là nhiều lỗi, cần rất là nhiều thứ để mà tối ưu trước rồi mới nghĩ đến việc là thu hẹp tiến trình. Thêm nữa thì việc thu hẹp tiến trình cũng không phải là mối bận tâm với những dòng chip này, bởi vì hiệu năng trên mỗi quát điện của nó vốn đã rất là tốt rồi, nhiệt độ nó rất là mát rồi, vậy nên thì đây cũng không phải là một cái vấn đề nó quá là đáng bận tâm. Theo như Apple thì hãng sẽ mất 2 năm để tối ưu, và mình nghĩ rằng phải đến năm 2023 thì chúng ta mới thấy được những chiếc MacBook được trang bị con chip Apple M-Series được sản xuất trên tiến trình 3 nanomet. Đó là theo dự đoán của mình. Đến với cái tên thứ hai đó chính là Qualcomm. Qualcomm cũng chính là khách hàng lớn của TSMC bên cạnh Apple. Tuy nhiên thì có một điều hơi trớ trêu, đó chính là Qualcomm bị Apple giới hạn lại cái nguồn cung. Vậy nên thì mình nghĩ rằng 2022 có lẽ rằng chỉ có những phiên bản điện thoại Android cao cấp nhất, ví dụ như là Samsung với mức giá lên đến là trên 25 triệu mới được trang bị những con chip này. Tiếp đến là Intel hay là AMD cũng sẽ được hưởng lợi, hay nói chung đó chính là vi xử lý dành cho laptop, PC cũng sẽ được sản xuất trên tiến trình 3 nanomet, từ 14 nanomet của Intel hiện tại xuống 3 nanomet. Anh em nghe có thấy phấn khích không? Đặc biệt nhất là với AMD, thương hiệu này đã gắn chặt với cả TSMC trong một khoảng thời gian khá là dài rồi. Vậy nên thì vi kiến trúc mới của AMD có thể là sẽ được áp dụng ngay trên những bộ vi xử lý trên tiến trình 3 nanomet này. Còn đối với cả Intel thì cũng rất là thú vị. Việc phối hợp với cả TSMC sẽ mở đường cải tiến cho những dòng CPU của Intel ở thời điểm hiện tại, cũng như cả là những cái dòng GPU DG đang được phát triển của hãng có sức cạnh tranh trên thị trường hơn ở thời điểm hiện nay.
Và ngoài ra, những sản phẩm thông thường như là điện thoại này, iPhone, iPad, laptop, PC cũng được hưởng lợi. Thì những sản phẩm khác mình cũng muốn nhắc đến ở đây, ví dụ như là gaming console này, hay là xe tự hành này. Những sản phẩm như vậy, những sản phẩm động chất công nghệ như vậy, nó cũng sẽ được hưởng lợi từ những con chip mới. Mình sẽ lấy ví dụ gaming console đi. Thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ có những cái dòng Xbox Series Z mạnh mẽ hơn, Nintendo Switch Pro hay là PlayStation 5 Pro sẽ được sử dụng những con chip được sản xuất trên tiến trình 3 nanomet. Lúc đó thì chúng vừa nhỏ gọn mà hiệu năng của chúng nó lại còn mạnh mẽ hơn bây giờ rất là nhiều. Về bản chất thì những chiếc máy chơi game này vẫn phụ thuộc vào phần cứng từ hai nhà cung cấp chính là Nvidia và AMD mà thôi. Nvidia và AMD có công nghệ sản xuất chip mới rồi thì những cái sản phẩm này nó cái hiệu năng của nó cũng sẽ được mạnh mẽ hơn. Còn về xe tự hành thì đây là một cái mảng khá là mới mà nhiều nhà sản xuất vi xử lý trên thế giới đang theo đuổi. Qualcomm, Samsung, AMD, Nvidia và cả Apple đều đang nằm trong cuộc đua để tạo ra những giải pháp dành cho những chiếc xe tự hành. Đối với những sản phẩm như vậy thì khả năng phân tích này và khả năng xử lý tức thời là một điều tối quan trọng. Vậy nên thì công nghệ 3 nanomet nó cũng sẽ được áp dụng sớm đối với những sản phẩm như vậy thôi. Ok, và như các bạn đều thấy là cả thế giới công nghệ của chúng ta nó sẽ đi theo một cái chuỗi cung ứng. Những cái ông lớn ở đằng sau phát triển thì một dãy các nhà sản xuất công nghệ, những cái dãy ông lớn ở phía sau cũng sẽ được phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Và thông qua video ngày hôm nay thì mình cũng hy vọng rằng sẽ gửi đến cho anh em một cái bức tranh toàn cảnh về việc là sản xuất vi xử lý hiện nay. Chúng ta có thể thấy là Đài Loan, một cái đất nước rất là nhỏ bé nhưng mà nó lại có một cái công ty công nghệ sản xuất vi xử lý là vô cùng bá đạo luôn, đó chính là TSMC. Và đợi đến năm 2022 thì chắc là những chiếc laptop gaming của chúng ta nó sẽ mỏng gọn lắm đây. Ok, hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại.